Chào anh chị em nha. Thì quay lại với series này thì cũng khá quen cho anh chị em rồi. Hôm nay thì em lên lại Z Flip 3A, Z Flip cho anh chị em nhé. Vâng, và trên tay em đây là em Galaxy Z Flip 3 có công nghệ 5G nha anh chị em. Được trang bị một cái màn hình Dynamic AMOLED 2X khá là đẹp luôn nhé. Đó, độ phân giải thì em nó hỗ trợ là Full HD cộng nha anh chị em. Màn hình chính của em là 6.7 inch nha. Như anh chị em cũng đã thấy rồi, cầm trên tay rồi các thứ khá là chắc chắn nha anh chị em. Đây, màn hình hiển thị sáng khá đẹp nha. Đối với màn hình những con này thì khi anh chị em giải trí nhẹ hay là mình xem phim đồ, mình kể MV các thứ trên cái màn hình của mấy em Samsung như thế này thì nó quá là tuyệt vời rồi. Xem thì rất là bắt mắt, rất là thích luôn nha anh chị em. Đó, màn hình rất là sáng luôn nha. Em này thì sở hữu nói chung mà cũng nhiều cái khá là đáng đồng tiền bát gạo nha. Và hiện tại thì bên cửa hàng em khuyến mại giá cực kỳ mạnh về những cái này rồi nha anh chị em. Vâng, thì đây là phần mặt thiết kế của em đó nha. Nói chung là cũng na ná giống em Z Flip 4 nha anh chị em, khá sang trọng, khá là đẹp luôn nha. Đây, bản lề thì nói chung được nâng cấp cũng khá là ngon rồi. Gặp ra gặp vô thì khá là trơn tru nha. Đó, rất là vuông vức nha anh chị em này. Trên tay em đang là một phiên bản màu xanh rêu nha. Đấy. Còn ngoài ra anh chị thích sáng hơn thì anh chị em mình có thể lựa ngay cái màu này nè. Màu này màu kem vani nha anh chị em. Nhìn nó rất là dễ thương cũng như rất là sáng luôn nha. Đó, khá là đẹp luôn. Còn anh chị em nào mà mình muốn dùng màu tối hơn thì đây là một lựa chọn cũng rất là ok luôn nha. Màu đen nha anh chị em, nhìn rất là quý phái luôn nha. Đấy, rất là sang trọng luôn. Thì đây, màn hình ngoài thì em đã được trang bị 1.9 inch nha. Để bật lại màn hình trong cho anh chị em xem. Em này được thiết kế màn hình giọt sương nha anh chị em. Còn màn hình thì em nó hỗ trợ lên đến 120Hz nha. Đây, nên là độ chuyển động như độ mình lướt các thứ này, lúc mà mình đọc báo các anh chị em rất là ok luôn nha. Đây nha, 120Hz là cái em nó hỗ trợ nha, rất là ngon lành nha anh chị em. Còn đây là phần cấu hình của em đó nha, RAM 8GB và bộ nhớ là 256GB nha. Đối với em này, nói chung cấu hình này khá là ngon nha, đi kèm thêm chip là Qualcomm Snapdragon 888 nữa thì nói chung là cũng rất là ok rồi, rất là xịn sò rồi nha. Đây là camera của em đó, đây 0.5x nha anh chị em. Đó thì nó thu hút được cảnh vật khá là nhiều nha, chụp hình thì cũng khá sáng nha. Đây nha, đó phía đó anh chị em có thể thấy nha, cực kỳ là sáng luôn nha anh chị em. Đây, chụp một tấm cho anh chị em xem luôn. Đó, hình rất là rõ nét nha. Chụp hình trên những em này thì nói chung khá là ok rồi, siêu đẹp luôn nha. Thì những em này bên em đang bán trực tiếp tại 33 ở Minh Thắng, phường 12, quận 11 và 111 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận nha anh chị em. Cả hai bên đều có hỗ trợ anh chị em ship code cũng như là trả góp rồi thu cũ đổi mới nha. Đó, nên anh chị em nào thốt thì cũng thể qua ủng hộ em nhé. Đối với phần ship code khi hàng đến anh chị em cứ kiểm tra thoải mái nha, rồi anh chị em mới thanh toán phần còn lại cho tụi em. Còn đối với trả góp anh chị em có thể trả trước 0 đồng hoặc là anh chị em trả qua thẻ tín dụng thì nó tính 0% lãi suất cho anh chị em nhé. Vâng, thì nói chung là anh chị em thốt thì ghé ủng hộ em nhé. Em cảm ơn anh chị em nhiều.